chào quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị, ở chương trình kỳ trước, Ngọc Hương rất ấn tượng với đầu bếp Minh Hải, với đôi tay khéo léo đã hướng dẫn cho chúng ta món cuốn tôm sốt tương. Và không biết trong ngày hôm nay, anh Hải sẽ giới thiệu đến cho quý khán giả món gì đây? Minh Hải xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Hôm nay Minh Hải xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một món không chỉ ngon còn khá là lạ miệng. Đó là món salad bông cải thịt nguội. Ngọc Hương có ăn món này bao giờ chưa? Em chưa ăn món này bao giờ hết, nghe tên lạ quá. Ủa mà anh, bông cải mình cũng có thể làm salad được nữa hả? Ăn có kỳ không? Không kỳ tí nào đâu em, mà trái lại ăn còn rất ngon là lần khác. Vậy hả? Vậy anh hướng dẫn em thực hiện món này nha. Nguyên liệu và gia vị để chế biến món này gồm có bông cải xanh, bông cải trắng, cà rốt, khoai tây, cần tây, hành tây, thịt nguội, muối, tiêu và một nguyên liệu không thể thiếu đó là sốt mayonnaise Lisa. Anh Hải ơi, các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, bây giờ anh chỉ em thực hiện món này liền đi. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt khoai tây. Trước đó chúng ta gọt vỏ. Kế đó chúng ta sẽ cắt khối vuông. Khối vuông này chúng ta cắt cỡ đầu bằng ngón tay thôi nha Ngọc Hương. Dạ. Sau khi chúng ta đã cắt xong, chúng ta cho ngay vào trong nước lạnh để cho khỏi bị đen. Kế đến chúng ta cắt cà rốt. Cà rốt này chúng ta sẽ bỏ vỏ. Chúng ta sẽ cắt khối vuông cỡ đầu ngón tay. Sau khi cà rốt chúng ta cắt xong, chúng ta để qua một bên. Kế đến chúng ta cắt bông cải. Bông cải này chúng ta cắt miếng vừa ăn. Bông cải trắng cắt xong, chúng ta sẽ cắt bông cải xanh. Ngâm vào trong nước có pha một ít muối. Các bạn lưu ý, sau khi cắt bông cải, chúng ta sẽ ngâm bông cải vào trong nước có pha một chút muối. Kế đến chúng ta cắt hành tây. Hành tây này chúng ta cắt hạt lựu. Chúng ta cắt cần tây. Cần tây này Nhung Hương nhớ là trước bỏ vỏ sơ, sau đó cắt hạt lựu. Anh Hải ơi, các nguyên liệu anh đã sơ chế xong hết rồi, bây giờ thì mình làm cái gì nữa ha anh? Chúng ta sẽ tiến hành luộc các loại rau củ này. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt nồi nước lên. Em mở lửa giùm anh nha. Rồi. Mà anh Hải nè, em thấy các loại rau củ này có độ cứng khác nhau nên mình luộc thời gian cũng sẽ khác nhau đúng không? Đúng rồi em, các loại rau củ này chúng ta sẽ cho vào nồi theo trình tự sau. Khi nước sôi, trước khi bỏ các loại rau củ vào, chúng ta cho vào nồi nước sôi một ít muối. Chúng ta sẽ cho cà rốt vào trước. Kế đến chúng ta cho khoai tây. Một lát sau chúng ta sẽ cho bông cải trắng và bông cải xanh vào. Sẽ đậy nắp lại. Anh Hải ơi, em nghe người ta nói á, nếu mà mình luộc rau củ thì mình phải đậy nắp lại để hạn chế mất vitamin. Điều này đúng hay không anh? Đúng rồi, Ngọc Hương giỏi ghê. Các bạn thân mến, trong lúc chúng ta chờ các loại rau củ chín thì chúng ta tiến hành cắt thịt nguội. Thịt nguội này chúng ta cắt khối vuông vừa ăn. Chúng ta sẽ để qua một bên. Anh Hải ơi, chắc là rau củ đã chín rồi đó. Nãy giờ mình nấu cũng lâu rồi đúng không anh? Đúng rồi, chúng ta sẽ vớt cái rau củ ra cho vào tô nước lạnh. Tại sao mình phải cho vô ngay trong tô nước lạnh vậy anh? Vì như vậy thì rau củ sẽ ngừng ngay độ chín và làm ăn cái rau củ nó sẽ giòn hơn và nó giữ được màu xanh tươi của rau củ. Quý vị và các bạn lưu ý, sau khi luộc rau củ, chúng ta sẽ vớt ra và cho ngay vào trong tô nước lạnh để làm ngừng độ chín và giữ cho màu sắc và độ ngon của rau củ sẽ tốt hơn trong khi ăn. Anh Hải ơi, rau củ sau khi vớt ra để ráo nước, bây giờ mình trộn như thế nào hả anh? Đầu tiên ta sẽ dùng thố trộn, chúng ta sẽ cho rau củ vào, cho nên chúng ta cho cần tây, hành tây và thịt nguội. Chúng ta sẽ cho một ít muối, 1/3 muỗng tiêu. Chúng ta sẽ trộn đều cho thấm gia vị. Sau khi các loại rau củ và thịt nguội thấm gia vị, chúng ta cho sốt mayonnaise vào. Chúng ta sẽ trộn đều lên.
Trời ơi, nhìn món salad bông cải trộn thịt nguội của anh kìa, hấp dẫn quá, y như một bức tranh luôn. Có màu xanh của bông cải, màu đỏ của cà rốt, màu vàng vàng của khoai tây. Nhìn em muốn ăn thử miếng nhưng mà sợ là mất đi vẻ hoàn hảo của nó quá à. Không sao đâu, để anh mời em. Như thế nào? Ngon quá anh Hải ơi, bông cải vừa chín tới, sốt marinara béo, thịt nguội cũng thơm nữa. Nói chung là món này là món khoái khẩu của em đó nha. Cảm ơn em đã khen. Sau khi cho ra đĩa, chúng ta cho thêm 2 muỗng sốt marinara để làm tăng thêm độ béo. Và trước khi ăn chúng ta trộn lại lần nữa. Món salad bông cải thịt nguội với nhiều rau củ ăn rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là vị béo của sốt marinara Lisa. Chúc quý vị sẽ thật ngon miệng và thành công khi chế biến món này. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào chương trình lần sau, được phát sóng vào lúc 11:50 trên kênh HTV7 với món gỏi bưởi. Xin chào tạm biệt.